Vâng, đây là các bạn ạ. Đấy là hôm qua mình có lên rừng mình làm một cái video về cái cây cỏ máu đấy. Đấy, thế là cũng rất chi là nhiều bạn bình luận bảo là đây là không vải, rồi là có người lại bảo đây là vải, giờ là nó không đúng chủng loại, là các bạn lại gửi cho mình cái hình ảnh bảo là bạn tìm đúng cái loại như thế này này. Đấy, thì hôm nay mình lại tiếp tục hành trình. Đấy, là mình lên núi các bạn. Đây, thế là mình phát hiện ra một cái cây, mình cầm cái dao mình bật phát nó thấy đỏ đây. Đây, để mình dừa lại cho các bạn xem. Đấy, mình thấy giống giống, mình bật phát nó thấy đỏ nha. Đấy, cái lớp vỏ ngoài nó đỏ này. Đấy, để mình vừa nãy mình chặt ra phát, đấy nó đỏ như này. Đấy, thấy chưa? Đấy, quay sát cho các bạn xem nha. Mình chắc chắn ở đây, theo như cái hình của các bạn gửi cho mình, nó là dây cỏ máu của các bạn gửi hình cho mình. Chuẩn chưa? Đấy, các bạn thấy chuẩn chưa? Nha, nó có đỏ một lớp ở bên ngoài, ở giữa nó có cái ruột đấy, thấy chưa? Nha, một chấm ruột. À, đây, một cái nhám nhám này mình lấy đi. Đấy, mà ở trong nó hơi vàng vàng, thấy chưa? Đấy, các bạn nhìn rõ chưa, kỹ chưa nào? Đó, để ta khỏi về bàn về cái video của mình hôm qua nha. Đó, cái video của mình hôm qua cũng bàn tán đi bàn tán lại rồi, nó có hai vành hai lớp và rồi thế này thế kia đấy, cái này thấy chưa? Nhưng mà cái này nó lại không nhiều máu như cái cây hôm qua các bạn. Đấy, cây qua mình kia làm nó nhiều máu lắm, chặt phát chảy máu ròng. Đây đây, nếu như mà nói chuẩn về cái này đúng là cây cỏ máu của các bạn hay gửi hình cho mình thì nó là chắc chắn 100%. Đấy, thấy chưa? Đây có cái ruột ở giữa đây nha. Đấy, một chấm ở giữa đây này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa không? Đấy, một chấm ở giữa này. Xung quanh này, vành nó đỏ này, ở giữa đây hơi hơi có màu hồng hồng vàng 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 nhạt này, thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Đấy. Mà để tí nữa mình giờ là dùng cái nước của nó mình uống xem là nó mà mình thử luôn. Không tí nữa. À, cái này nó không có chát các bạn ạ, cái dây này đấy không chát nha, như cái kiểu dây hôm qua là mình thử vào là nó chát chát đấy. Mình chỉ tiêm cái máu vào nó chát chát như dây này không đấy. Rơi vào cái nước của nó còn ngọt còn đây, mình bập hẳn đằng nào cũng thế. Chắc là mình cũng phải xác định là lấy cái này đấy. Dù là nó cái gì mình cũng phải lấy đoạn này là mình bập rồi. Chặt dây nó mềm các bạn nhé. Tại sao nó sống ở núi đá mà dây nó mềm thế này? Ui giời, phí quá. Chặt đá đây. Ui phí quá, sợ chặt quá mà. Quá thì phải, nó lại vào. Ui giời. Ui chặt ra nó vào. Đẹp thế các bạn. Đấy. Sợ chặt quá nó vào đá. Đây, thấy chưa? Đấy. Đây, cái này các bạn xem có chuẩn men là cái cây của các bạn hãy gửi cho mình chưa đã nào. Đó. Và bây giờ mình dùng nó lên, dốc lên như này nó chảy nước mình uống luôn. Đó. Cũng đang đi núi đang khát sẵn rồi. À, nước nó còn ngọt các bạn ạ. Đấy, nói là nhiều nước lắm. Đấy. Nhưng mình đi rừng đi núi có bao giờ phải đem nước theo đâu. Đấy. Cứ dùng cái cây dây này chặt bập bập nước, bập hết khúc này. Nghĩ cũng buồn cười các bạn, nhiều khi đúng các bạn cũng thông cảm. Có một mình hôm thì lên rừng, hôm thì lên núi, hôm thì lại xuống suối, à cứ mỗi một mình ấy, bắt đầu nó nói chuyện như này chắc có người thứ hai vô tình người ta mà nghe được, người ta bảo chắc con này nó không được bình thường, cứ cầm cái mảnh nhựa này tự nhiên này nói lại cười một mình với mảnh nhựa này chắc chết. Đấy nha, nói hài hài hước tí cho nó vui, nhưng mà chắc chắn được các bạn nha, cái cây các bạn mà gửi hình cho mình có lẽ nó là đây. Đó, một lần nữa đấy, xin mời các bạn tham khảo và góp ý xem đã chuẩn chưa nha. Đây, xung quanh nó có vền đỏ ngoài vỏ này, ngoài vỏ nó có cái vền đỏ đỏ, chặt ra nó hồng hồng này, ở giữa nó cái đen đen đấy là cái ruột của nó nha các bạn. Đấy, cái nút đen ruột nha. Đấy, thế thôi. Đấy, nó đơn giản này, chặt cái chỗ này cũng đỏ không? Đấy, cái này ở núi đá các bạn nha. Đấy, cái này là núi đá, mình cũng nghi nghi, mình lấy cái dao mình bập vào phát ra đỏ đấy, mình bảo chắc là đây rồi. Đấy, thế thôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau. Các bạn cố gắng copy chia sẻ cho mình để
chứ mình mỗi một ngày một hiểu biết thêm nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ góp ý, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh của mình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.